Y Bài Lý Ủ Thiên, ngày 105. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Xin lỗi, ngại quá, mình nhận điện thoại một chút. Bù hói ý xử, hùa chia ý Y Sử Hùa 接一下,电话不好意思我一下电话。不好意思，我接一下电话。不好意思，我接一下电话。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Dĩ nhiên là có thể à. Tăng lán khứ ý à. Trước đây chính là học đại học ở đó. Ý chiến, chiều dài lỉ, tú Xem ra mình cũng phải đăng ký một cái tài khoản Facebook. 看来我也得注册一个脸书账号。Bây giờ thêm WeChat đi. 现在加微,微信吧。Không được, sao có thể để bạn mời khách được? Để mình. 不行。 怎么能让你请客？我来。thực đơn của tiệm chúng tôi. Huống n t h ả y t a Thái độ phục vụ ở đây. 这里的服务态度。 khá ít gặp. Bị chào sáu diện. Wow, thật sự rất khá. Wow, rất là Rất Còn rất no. Khái khấn bảo. Lời hại như vậy à? Giỏi như vậy à?

hàn chính khoảng bà nói chung nói chung là trước tiên đem tiếng việt học tốt rồi hãy nói xin ngại quá xin lỗi 不好意思，接念电念出接一下儿电话。